Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom, mình là Hoàng đây và hôm nay lại là chương trình Q&A anh em ạ. Q&A là một chương trình nhằm mục đích là để trả lời các câu hỏi của anh em liên quan tới công nghệ và chương trình đó thì sẽ được phát sóng vào thứ bảy hàng tuần vào 7 rưỡi tối với 7 câu hỏi anh em nhé. Hãy bắt đầu cùng câu hỏi đầu tiên của Q&A số thứ 45 này đi. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Tuấn Tân Nguyễn, bạn ấy hỏi là về vấn đề mang tên là lựa chọn giữa i5-13600K cùng 4080 hay là i9-13900K cùng 4060T. Làm việc cũng có, chơi phim cũng có, eSport cũng có, triple A cũng có, 2K. Thế nên lựa chọn em nào? Thì bây giờ thực ra thì nó rất là khó. Bây giờ bạn hãy phân tích dựa vào thời gian sử dụng đi. Mình nghĩ rằng cái thời gian sử dụng rất là dễ để bạn có thể lựa chọn bộ máy của mình nhé. Ví dụ này, bây giờ nếu mà bạn làm việc 50, chơi game 50 thì mình chắc chắn bạn nên lựa chọn đó chính là i9-13900K cộng với cả 4060T. Bởi vì việc lựa chọn i9 như thế sẽ giúp giảm thời gian làm việc của anh em đi, mất giảm thời gian render đi, giảm thời gian phân tích đi, giảm thời gian gọi là tracking đi, giảm đi ví dụ như là chẳng còn 70% so với cả chiếc i5 đi. Thế là anh em có nhiều thời gian hơn để chơi game rồi, thế là nhiều thời gian có thể dành cho việc chơi game hơn. Còn nếu mà bạn sử dụng cái máy tính của mình chỉ để làm việc khoảng tầm 20% hoặc ít hơn 20% ấy, thì nên lựa chọn cho mình đó chính là combo i5-13600K cộng với cả 4080 nhá. Bởi vì việc làm việc ấy, i5-13600K làm việc cũng rất là tốt, nhưng mà kèm với cả 4080 nữa thì bạn có thể sử dụng chiếc máy tính này trong khoảng thời gian lâu dài, vài năm nữa vẫn được, 4-5 năm nữa vẫn rất là ok luôn. Đấy là câu trả lời của mình nhá. Câu hỏi thứ hai của bạn Yonenatsubi, bạn đã hỏi là em overclock con VGA bằng automatic tuning của Nvidia Experience thì cứ mỗi lần lại giảm xuống 80, 70, 60, thì câu trả lời là gì? Thì câu trả lời cho cái câu hỏi của bạn ấy thì là cái automatic tuning ấy, theo mình biết như là nó dựa vào các yếu tố sau đây. Nó sẽ ưu tiên đầu tiên là nhiệt, xong rồi đấy xung, rồi đến điện. Nếu mà nhiệt chưa cao thì nó sẽ tiếp tục đẩy xung cao lên, đồng thời dẫn điện cao lên. Nếu mà nhiệt thấp, nếu mà nhiệt cao rồi ấy thì nó sẽ đẩy giảm xung xuống và đồng thời đẩy điện xuống. Đó, đấy là câu trả lời cho bạn rồi. Có khả năng là bạn đang tuning khá là gần nhau, tức là tuning khá là gần nhau, cho nên là cái GPU die nó chưa kịp làm mát, dẫn tới cái việc mà khi mà bạn tune lại nó không được mát, không được cao như ý muốn bạn muốn. Thế thì mình nghĩ rằng ấy, cái việc chuẩn nhất bây giờ ấy là bạn tune bằng tay luôn, bằng MSI Autoburner vẫn chuẩn hơn so với cả cái phần mềm AI kia. Bởi vì cái phần mềm đấy nó không biết ý bạn muốn gì cả. Nhiều khi nó không biết là bạn đang muốn undervolt hay bạn đang muốn overclock hay bạn đang muốn giữ im, giảm điện, giảm nhiệt hay gì hết. Mà nó chỉ biết là tune, tăng là bao nhiêu thì tăng là từ nào thì tăng. Thế thôi. Còn việc mà bạn lựa chọn MSI Afterburner để tự tuning cho chính mình ý, cái đấy mới chuẩn nha bạn nhá. Rồi, câu hỏi thứ ba chúng ta sẽ có đó chính là khi mà lựa chọn Ryzen 5 7600 nên chọn cái RAM nào? Bạn Chính Nguyễn hỏi. Thì bạn hỏi là ví dụ như là AMD xác nhận 6000 là sweet spot của 7000, nhưng mà nhiều người lại bảo là cái con RAM 6000 ấy thì nó lại gặp vấn đề nên hạ xuống 5600. Vậy thì câu hỏi của bạn ý là lựa chọn 6000 hay 5600? Thì câu trả lời của mình ấy là thời điểm đầu của AMD hay bị gặp vấn đề đó chính là tuning RAM, tức là cứ mỗi khi bật máy nó sẽ tune RAM để đảm bảo được cao nhất. Đây là cái DOCP hay không, nó là cái expo của AMD. Nhưng trong thời điểm hiện tại thì mình thấy là khá ok rồi. Cái này thì còn tùy vào bạn lựa chọn thôi. Tức là ví dụ như bạn cảm thấy mức giá của 6000 nó cao hơn so với cả 5600, tức là khoảng cách giữa 6000 RAM 6000 và RAM 5600 nó không cao ấy, thì bạn cứ chọn RAM 6000 cho mình. Còn nếu mà bạn cảm thấy rằng là RAM 6000 nó cao quá so với cả 5600 ấy thì thôi, bởi vì khoảng cách giữa 6000 và 5600 ấy thì thực sự mình nghĩ rằng cao lắm ấy, được cao cùng lắm ấy thì chỉ là 3% khi mà chơi game hoặc làm việc thôi, chứ không nhiều đâu bạn nhá. Vậy nên là nó còn tùy thuộc rất nhiều về giá. Trong thời điểm hiện tại mình nghĩ rằng không có nhiều lỗi đâu, còn có lỗi về giá thôi bạn nhá. Tiếp theo này, câu hỏi thứ tư của bạn An Khang, bạn hỏi là muốn mua bộ máy tính chơi Valorant không mùa mè hiện đang tập trung thì đây là bạn đang hỏi trong cái bộ PC mà 6 triệu thì phải, bộ PC rẻ nhất của mình ấy. Thì thực ra thì mua cái bộ này thì không nên cho chơi Valorant nhá. Mình nghĩ rằng bạn nên tối thiểu cho mình là một bộ 10 triệu. Đấy, bộ 10 triệu thì sẽ có khoảng tầm là 1650 hoặc là 6500XT rồi cộng với cả i3 rồi cộng với 8GB RAM rồi cộng với 128GB ổ cứng rồi cộng vỏ cùi rồi cộng ổ nguồn cùi vân vân và vân vân. Đấy, cái đấy cứ cố gắng phân bố thôi. 10 triệu thì cũng có khá nhiều option cho bạn lựa chọn, mới cũng có, cũ cũng có thì phải bạn cả nhá. Tiếp theo, câu hỏi thứ 5, bạn hỏi là bạn Quân Hoàng, bạn hỏi là xem nào. Quân Hoàng muốn hỏi về cổng HDMI chân cạc hay main cho hiệu năng tốt hơn ạ.
thì chắc chắn là cổng trên cạc nhé. Cổng trên cạc là cổng trực tiếp, tức là khi mà các bạn chơi game thì đầu tiên này, nó sẽ đi qua RAM, nó lên CPU, rồi CPU xuống cạc, rồi cạc xuống ra màn hình. Thì như thế đó là trực tiếp. Còn nếu bạn cắm vào cổng trên main ý, thì nó sẽ là CPU xuống cạc, xong cạc lại phải chuyển lên cạc onboard của CPU rồi chuyển qua HDMI đấy. Thì nó sẽ trễ, đầu tiên này, độ trễ nhá, latency này. Thứ hai nữa là nó sẽ mất vài phần trăm điện năng, khoảng tầm 10 là maximum, theo hình nhớ là như vậy. Thế nên là bắt buộc bạn cắm vào chiếc cổng cổng HDMI trên cạc để đảm bảo hiệu năng tốt nhất cho mình nhé. Ok, tiếp theo câu hỏi thứ 6 của bạn Huy Lê. Bạn hỏi là 12400F này, 3080 Ti, AAA 2K có nghẽn không? Câu trả lời là nghẽn thì không nghẽn mấy, thực sự là không nghẽn mấy đâu, tùy vào game nhá. Bạn sẽ cảm thấy bị nghẽn ở một số các trường hợp, ví dụ như là khi bạn đang compiling cái shader của cái game đấy thì nó sẽ tốn 100% CPU, cái đấy không làm gì rồi. Nhưng mà sẽ có một vài trường hợp nhỏ thôi. Chắc chắn những tựa game AAA thì khó lòng mà có thể bị nghẽn ở 2K được, mà đặc biệt nếu mà bạn full setting nhá, max setting nhá, ray tracing nhá, thì chẳng bao giờ bị nghẽn đâu, nên là không cần lo lắng quá nhiều đâu nhá. Tiếp theo của bạn câu hỏi thứ 7 của bạn Haro Game. Bạn hỏi là con Noctua NHD 9 cân được i7-13700K và B760M GB không? Thì NHD 9 ấy thì có thể cân được, nhưng mình thấy nó hơi nhỏ và thực sự thì khó nhỉ. Con này nó kiểu nó bị bé quá ấy, và nhìn chung nó bị nhỏ gọn quá. Mình nghĩ là nó vẫn cân được thôi, nhưng mà cân được ở cái mức đó chính là anh em chạy ở sung base, thấy không? Boost không cao, chạy ở sung base, chạy sung boost bay ấy, tức là kiểu nó sẽ có một nhảy phát PL1 này, xong rồi xuống xuống PL2 ấy. Thì đấy, nó chỉ nhảy ở PL2 là nhiều thôi, chứ không khó là lên PL1. Nếu bạn muốn chạy max tốc, max speed của chiếc i7-13700K ấy, thì nên lên đó chính là NHD 15 cho mình nhá. Em đấy thì cứng cáp hơn, xịn sò hơn và nhìn chung cũng xịn hơn nữa. Đó. Và đó là 7 câu hỏi của chương trình Q&A số thứ 845 của chúng ta. Rất cảm ơn anh em đã xem video này. Và nếu anh em có câu hỏi nào liên quan tới công nghệ thì hãy để ở dưới để mình có thể trả lời nhé.